Bức thư thứ 788. Không phải cứ khi nào bạn mệt mỏi thì sẽ có một nơi ẩn náu ấm áp. Thấy khát thì sẽ có suối nguồn róc rách. Thấy lạnh thì sẽ có bếp lửa sưởi ấm. Trong nội tâm mỗi người đều tồn tại những vết thương thầm kín không muốn cho ai biết, chờ đợi thời gian chữa lành.